Nhận định bóng đá UOC với Man United, 2 giờ ngày 20 tháng 8, cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Cảm ơn các bạn, Man United vừa khởi đầu mùa giải Premier League tưng bừng khi đả bại Chelsea tới 4-0 trong trận ra quân từ lăng kính của chiến thắng ấy. Thật dễ để tin rằng quỷ đỏ sẽ làm gọi UOC vào đêm nay, nhưng thực tế có thể sẽ rất khác bởi sân Molineux vốn là miền đất giữ với các đại gia nước Anh. Trong một cái nhìn lạc quan, MU dường như đã đạt được điểm rơi phong độ rất đúng lúc khi đè bẹp Chelsea ở trận ra quân, nhưng nếu nhìn vào những gì diễn ra với quỷ đỏ ở chặng đua cuối mùa trước có thể thấy sự ổn định là điều khá xa xỉ với đội bóng này. Cứ sau một tháng 2 trận thắng để gieo vào lòng người hâm mộ chút niềm tin là thầy trò Solskjaer lại thua sấp mặt cuối tháng 2. Man United vừa xuất sắc cầm hòa Liverpool và thắng Crystal Palace, Southampton thì sang tuần thứ 2 của tháng 3, họ đã gục ngã với thất bại 0-2 trước Arsenal. Hồi lại với chiến thắng trước Watford thì ngay lập tức Man United lại thua 1-2 trên sân của UOC, đối thủ mà họ sẽ chạm chán vào đêm nay. 10 vòng đấu cuối mùa trước, Man United chưa một lần có được 2 chiến thắng liên tiếp, bất kể chơi trên sân khách hay sân nhà, bất kể đối thủ ở nửa trên hay nửa dưới bảng xếp hạng Premier League. Trước khi đánh bại Chelsea, MU đã toàn thắng ở loạt trận giao hữu mùa hè này. Song những trận đấu mang tính biểu diễn không thực sự chứng minh điều gì. Hãy nhìn Liverpool chẳng hạn, De Kop chơi khá tệ trong tour du đấu hè, nhưng khi bước vào sân chơi chính thức, đội bóng này lập tức thể hiện sự lì lợm và bản lĩnh đã giúp họ vô địch Champions League mùa trước để có 2 chiến thắng liên tiếp và vươn lên tạm chiếm ngôi đầu giải ngoại hạng. Sự lì lợm là thứ vẫn thiếu ở Man United dưới thời Solskjaer. Một trận thắng chưa thể đảm bảo rằng quỷ đỏ đã thực sự thay đổi. Man United cần thêm những chiến thắng nữa như trước UOC đêm nay để khẳng định rằng họ đã đáng tin hơn. Điều kiện là như vậy, nhưng UOC đâu phải đối thủ dễ bị đánh bại. Với chiến thuật phòng ngự phản công sắc sảo và khả năng xử lý tình huống tuyệt vời của huấn luyện viên Nuno Santo, UOC là đội có thành tích tốt nhất khi chạm trán Big Six mùa trước. Họ thắng tới 4 trận trước 6 đội bóng hàng đầu nước Anh, nhiều hơn bất cứ câu lạc bộ nào nằm ngoài Big Six. Đặc biệt trên sân nhà Molineux, UOC từng tiễn Arsenal, Chelsea và cả MU ra về trong cảnh tay trắng ở Premier League mùa trước. Nói về sự lợi hại của UOC, như đã đề cập ở đầu bài viết thì Man United chính là đội nếm trải rõ nhất mùa trước. Bầy sói cầm hòa quỷ đỏ 1-1 ở Old Trafford và thắng 2-1 khi tiếp Man United tại sân nhà tại FA Cup, cũng lại là UOC loại thầy trò Solskjaer ở tứ kết. Với thành tích ấy, UOC cho đến nay vẫn bất bại trước Man United kể từ sau khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nuno Santo năm 2017. Đối đầu một đội bóng lì lợm và mưu mẹo như UOC sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều so với một Chelsea hừng hực tràn lên tấn công cách đây ít hôm. Muốn đánh bại bầy sói, quỷ đỏ cần thêm cả sự tỉnh táo trước những đòn hồi mã thương tốc độ. Dù vừa tậu về hậu vệ đắt nhất thế giới Harry Maguire, đấy vẫn là đề bài không dễ với hàng thủ vốn lọt lưới tới 54 bàn tại Premier League mùa trước của Man United. Chỉ một chút sơ sẩy, thầy trò Solskjaer hoàn toàn có thể phải chia điểm với UOC.